chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã đến tham dự buổi lễ gặp mặt các chức sắc chức việc Công giáo mừng mùa Giáng sinh năm 2018 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, giữa cái lạnh se sắt của những ngày đầu đông rét buốt, mọi người đang hối hả với biết bao lo toan bộn bề của công việc những ngày cuối năm, thì cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại đến, mùa của tình yêu thương, mùa của sự quan tâm, sẻ chia niềm hạnh phúc. Giáng sinh không chỉ là dịp để chúng ta tìm về những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, mà còn Giáng sinh còn là cơ hội tuyệt vời để trao nhau những món quà thật ý nghĩa, thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho những người thân yêu. Và hôm nay, trong bầu không khí thân tình cởi mở giữa những ngày Giáng sinh đang cận kề, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nga Sơn trọng thể tổ chức buổi lễ gặp mặt các chức sắc chức việc Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018. Và để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, được sự cho phép của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa đã xây dựng một chương trình nghệ thuật để chào mừng với sự tham gia của các cộng tác viên Trung tâm Văn hóa và đội văn nghệ giáo sứ Tam Đồng. Trước khi bắt đầu biểu diễn, cho phép tôi thay lời những người làm chương trình xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các chức sắc chức việc Công giáo lời chúc mừng sức khỏe, bình an, hạnh phúc, chúc cho buổi lễ của chúng ta thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị, Tổ quốc có lẽ là hai từ thiêng liêng và đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tổ quốc trong tiềm thức của chúng ta là quê hương, là gia đình, là sự bình yên ấm áp mà không nơi nào có được. Và mỗi dịp Giáng sinh về, ta lại thấy được Tổ quốc ta khoác lên mình một diện mạo mới tươi đẹp hơn bao giờ hết. Đó là thành quả từ bàn tay khối óc của mỗi người dân đất Việt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lương cũng như giáo cùng đồng lòng chung tay xây đắp, dệt thêu non sông gấm vóc nở hoa. Và mở đầu chương trình văn nghệ nhân buổi gặp mặt mừng Giáng sinh năm 2018 ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với chung ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương đất nước với các nhạc phẩm Niềm tin dân Đảng, Về miền quê chiều thân thương. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới 2019. Cả góc phố và trong tâm hồn mỗi chúng ta, những con đường rực rỡ cờ hoa, lung linh ánh đèn cùng dây duy băng lấp lánh màu sắc đang được bà con giáo dân trang hoàng lộng lẫy, như mang theo lời chúc Giáng sinh an lành ấm áp, ngập tràn yêu thương dành tặng cho tất cả mọi người. Và tiếp theo chương trình văn nghệ, xin mời quý vị cùng lắng nghe chùm ca khúc mừng Giáng sinh với các nhạc phẩm Nhìn xem trẻ bé, Chúa ra đời, Lời con xin Chúa và liên khúc Chúc mừng Giáng sinh tuyển tiếng chuông ngân.
một vì sao soi sáng ngập trời muôn ánh nguyện, Chúa con ra đời thành Bethlehem chốn hang hèn. Vì lòng từ nhiên Thiên Chúa đã hằng lệ sáng vàng xuân đời trần thế cùng ta sống dân. Coi thường kiếm vua, ơi muôn
Năm 2018, nông nghiệp chúng tôi đã nâng được mức bình quân của năm đạt 60 triệu hectare, năng suất kéo đạt 75%.